chào cả nhà. Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn về một địa điểm đi tham quan tại Malaysia, đó là Batu Cây. Batu Cây là một địa điểm du lịch nổi tiếng của Malaysia, cách thủ đô Kuala Lumpur khoảng 13 km về phía bắc. Thông thường thì mọi người sẽ đi tới New Central để đi bắt tàu KTM đi thẳng tới Batu Cây, giá vé khoảng 2-3 ringgit, khoảng 15-16 nghìn tiền Việt mình. Hoặc một cách khác là các bạn có thể đi xe buýt từ Kuala Lumpur đến Batu Cây. Cách này thì rất hợp lý nếu mà đi theo đoàn có người già và trẻ nhỏ, bởi vì bạn sẽ được đi trên những chiếc xe hot hop on rất tiện nghi. Batu Cây theo tiếng Tamil là Batu Malai, nằm trong một chuỗi một loạt hang động tại Malai như Gombak và Selangor. Nó được lấy cảm hứng từ tiếng Malai thì Batu như là đá. Hang động là một trong những đền thờ Hindu nổi tiếng nhất nằm ngoài Ấn Độ. Ở đây thì thờ thần Murugan là con trai của Parvati và Shiva. Đây là một địa điểm nổi tiếng để tổ chức lễ hội Thapusam. Thường thường thì sẽ tổ chức vào tháng 1 và tháng 2 và bạn sẽ có cơ hội tham dự lễ hội nếu mà bạn đến đây vào những tháng này. Đá vôi nhìn thấy năng động đã được cho là khoảng 400 triệu năm tuổi, và đền thờ này nằm ở độ cao 100 mét, đã được vượt qua 272 bậc thang, nên các bạn nhớ là dáng cơ trước khi leo nha, và không quên chụp ảnh vì những bậc thang này được sơn như bảy cầu vồng. Ngay khi bước chân vào quần thể thì bạn sẽ thấy một đàn chim bồ câu trắng, bạn có thể mua thức ăn và các đồ chim bồ câu ăn vì chúng rất là gần gũi với con người. Bên ngoài hang động thì là thần Sapa Manian, là chủ thể Murugan, đây là vị thần cười nhất của đạo Hindu. Hệ thống hang động gồm 3 hang động lớn nhưng hang nhỏ nằm rải rác ở các nẻo đứng trên đá vôi. Trong đó thì đến 3 hang động, hang lớn đó là hang thờ, hang chỉ đạo nghệ thuật và hang tủy. Tiếp theo kết thúc là hành trình tham quan hang động Batu. Bạn đừng bỏ lỡ cơ hội đến với các món ăn đặc sản của người Ấn như chè kẹo, bánh đậu xanh, bánh tráng, chè dừa và mua một vài món đồ kinh nghiệm tinh xảo của người dân tại đây được bán ở quầy hàng bên ngoài của hang động. Ngoài ra thì các bạn sẽ chú ý là những chữ khí ở hang động. Batu Cây thì có mặt ở khắp mọi nơi, từ trong hang cho đến các bậc thang. Các bạn mà lúc lên ấy, thì đừng cho ăn nhé, nếu khi mà đi xuống thì bạn có thể xin bia và sẵn ngay cho chúng ăn. Hoặc là tốt nhất là lên để ở trên bậc thang và cái xa khoảng 7 mét thì các chú sẽ chú khí sẽ tự đến lấy đồ ăn. Hang thì thường được mở từ giờ đến 6 giờ sáng đến 9 giờ tối. Và khi mà đi đến hang động thì các bạn nhớ ăn mặc quần áo lịch sự, không được đứng quá nắng quá hai hang nhé, chứ không được đi quá lịch sự nhé. Just love.